sọc nó to hết rồi nó lên. Đôi này nó chưa ra. Thế đôi này là đôi bay ở đằng kia ra, vẫn còn mấy con ở đằng trước mình chưa chưa ra đúng không? Chưa. Thì nó đang ở cái vườn cái đấy, chỗ đang kề thôi. Một con, bốn con này sao? Không. Đổ vệt này. Đấy, một con đó. Bốn con đó. Anh vẫn thấy hai con rồi, vẫn ở cái cây bên trong. Nó vẫn ở cây đấy, nhưng nó giữa cây. Ấy, ấy. Con này căng gì? Ui dồi. Mình tưởng nó thả ở đâu. Đấy, anh nhìn thấy ba con kìa. Đấy, hai con quay xuống đây nhá, con đang đứng đấu, vẫn đang đứng đấy. Con đầu nó đứng một mình nhá. Vâng. Cây ngoài cùng đấy đúng không? Vâng. Đang đứng đấy, một đôi lại bay lên đấy. Ba kia họ vừa đi vào đường đấy là đi đâu vậy? Giờ chưa chim á? Nó lại đang đứng cái thành phố rồi. Này truyền truyền này mới đeo sút nhỉ? Hột như thế là còn chưa truyền này. Ấy ấy. Mồi. Mồi hay cánh bướm? Mồi cánh. Đứng từ nay mà đang sút. Mấy con nó vẫn đuổi nhau. Mấy đuổi nhau nhưng ăn vẫn là ăn cái con đấy thôi, chứ còn mấy con kia có đấu đeo đâu. Cơ bản con này là chùm mẹ rồi hả? Các bố kia là đéo yêu ấy gì. Giọng vẫn đều hết. Đấy. Giọng to hơn cả mùi của anh. Tết 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 nào ấy. Em nghe rồi nhỉ. Đấy. Giọng nó trước mùi đấy. Nghe mày đeo sút kìa. Chết chết con này là chết. Việt này. Tôm này đứng nghe mà đéo chết. Lại đây nè. Kiểu này lại xuống. Đấy nó chỉ mất thời gian. Để cái chỗ đẹp thì đéo chết. Quay gì đấy? À. Em bảo cho anh lúc nữa không? Bật lên. Nó đòi hướng, đòi xuống. Ấy con gì đuổi nhỉ? Con gì đấy? Chưa nhìn thấy bóng nữa. Chỉ biết là liệm để qua là... Nó ra vào kìa. Vẫn chờ vào. Nó ra vào. Nó đang dưới đáy lồng rồi. Ừ, tôi thấy rồi. Hình như vừa đấy con chả màu xanh cắm vào đúng không? Em biết mà nó bay nó vẫn đứng trên này, chưa thấy con thấy ra. Ô tư đéo nè. Thế này thì biết con nào có con nào. Thế nhưng cái con mình vẫn đang đấu dở là con. Nó đang bên dưới cuối lồng đấy. Nó là bên tay phải. Đấy, một mình một con đấy. Đúng không? Đây này, chỗ bị chết này. Ok. Lại con kia lại phải đuổi. Một đôi kia là đôi khác. Đúng không? Đấy, chuẩn bị chết rồi đấy, nó đấy.
Con đuôi tầng tầng này đúng không? Đâu? Chưa. Nó quen nó vẫn ra nhé. Đây trên đỉnh đồng rồi. Thật mèo rồi. Trên đồng à? Xuống đấy.